Hồ Ngọc Hà Cường Đô La từng là một cặp đôi dàn của Mi. Cặp đôi khăng khít từ năm 2009 và sinh được một cậu nam nhi Subel. Cặp đôi phổ biến sống hạnh phúc cho đến năm 2015, Sobi, Cường Đô La và Hồ Ngọc Hà đường ai nấy đi. Không còn là phi tần chồng nhưng cặp đôi vẫn dành tình cảm khác biệt cho nhau. Hà Hồ từng chia sẻ có thể ngủ phổ biến giường với chồng cũ để cho nam nhi in giấc rồi ai về phòng nấy như những người đam mê thủ. Trong một số hoạt động của Hồ Ngọc Hà, Cường Đô La dẫn tới dự và dành tặng cho cô những lời đẹp đẽ. Còn phía Hà Hồ, cô cũng giữ tình cảm chân thành dành cho chồng cũ của mình. Hà Hồ Cường Đô La chia tay khiến Sô Quy xôn xao. Sau chia tay, Cường Đô La hẹn hò thêm một vài mỹ nhân rồi cập bến hạnh phúc với Đàm Thu Trang. Người đẹp xứ Lạng coi con riêng của ông thôn như con của mình. Cặp đôi vừa tổ chức một đám cưới cực kỳ hoành tráng. Dường như đó, Hồ Ngọc Hà hiện đang hẹn hò với nam diễn viên Kim Lý. Bắt đầu từ việc hợp tác phổ biến trong một dự án, hai năm qua cả hai vẫn yêu nhau bền bỉ, tóm tay nhau đi du lịch, hình thành các sự khiếu nại mặc kệ nhiều lời đồn tăng dở đũa dây. Một số người theo dõi bình luận về cuộc ly hôn của Hà Hồ Cường Đô La là hai người buồn nhưng bốn người hạnh phúc. Sau ly hôn, Hà Hồ đang hạnh phúc bên Kim Lý. Còn Cường Đô La đã làm đám cưới với Đàm Thu Trang. Tháng 8 năm 2016, khi Lý Phương Châu viết trên trang cá nhân những dòng tâm sự, tiết lộ việc cô và Vũ Công nhiều người biết đến Lâm Vinh Hải đang làm thủ tục ly hôn, người mến mộ cặp đôi không khỏi rơi nước mắt. Người ta khóc vì một cuộc tình đẹp 11 năm muối mặn gừng cay giữa hai người đam mê thủ thanh mai trúc mã sau cuối lại tan dở. Mà nhất là, thời điểm đó, người theo dõi không tìm được nguyên nhân thực sự là gì. Thế nhưng, chỉ vài tháng sau đó, khi Lâm Vinh Hải công khai mối quan hệ tình cảm với Linh Chi, Lý Phương Châu đã mau chóng thông báo tố chồng cũ ngoại tình với nữ diễn viên găng tay đỏ trước ly hôn. Bên cạnh đó, Lý Phương Châu còn khẳng định Linh Chi chính là nguyên nhân khiến cuộc hôn nhân của cô và Lâm Vinh Hải tan dở. Lâm Vinh Hải Lý Phương Châu ly hôn với nhiều màn đấu tố. Cuộc ly hôn của Lâm Vinh Hải và Lý Phương Châu từng khiến cả showbiz tiếc nuối. Song, không ai nghĩ ùn ào hậu ly hôn của cặp đôi này lại kéo dài tới 2 năm chưa dừng lại. Sau ùn ào này, Linh Chi và Lý Phương Châu liên tiếp đấu khẩu qua lại, ẩn ý công kích nhau trên mạng thôn hội. Cho tới tháng 8 năm 2017, một người đam mê thủ trong giới đang sơ chơi thân với Lâm Vinh Hải bất thần tung bằng chứng tố Lý Phương Châu ngoại tình trước ly hôn với Hiền Sến. Sau vài ngày gây ùn ào dư luận, Hiền Sến bất thần công khai tỏ tình Lý Phương Châu trước hàng trăm sinh viên một trường đại học ở thành phố Hồ Chí Minh, chứng minh tình cảm của cả hai trước công chúng. Từ thời điểm đó đến nay, dù thi thoảng Linh Chi vẫn đăng đàn ngầm đá xéo Lý Phương Châu nhưng mọi ùn ào đều đã lắng xuống. Hiện tại Linh Chi và Lâm Vinh Hải đang hạnh phúc bên nhau, cặp đôi đã đăng ký kết hôn. Dường như đó, Lý Phương Châu và Hiền Sến cũng đi cùng nhau bền vững. Vợ cũ Lâm Vinh Hải còn vừa chia sẻ ảnh đeo nhẫn ở ngón ngắt út khiến công chúng suy đoán cặp đôi này cũng sắp sửa về phổ biến một nhà. Sau ly hôn, Linh Chi và Lâm Vinh Hải vẫn đang hạnh phúc bên nhau. Dường như đó, Lý Phương Châu Hiền Sến cũng được đồn đoán sắp sửa về nhà. Lê Phương và Quách Ngọc Ngoan yêu nhau từ giữa năm 2014 đến tháng 11 năm đó, cả hai chính thức công khai mối quan hệ tình cảm và mau chóng tổ chức lễ cưới. Thời điểm đó, bên cạnh những lời chúc phúc từ công chúng, không ít người lại bày tỏ lo âu cho sự dội dàng của đám cưới này, bởi tính ra, cặp đôi chỉ mất chưa đến 6 tháng để quyết định khăng khít trăm năm. Cuộc hôn nhân của Lê Phương và Quách Ngọc Ngoan hoàn thành chóng vánh. Cho đến tháng 6 năm 2014, Lê Phương bất thần gửi đơn ly hôn lên tòa án và lên trang cá nhân tố Quách Ngọc Ngoan không hề có nghĩa vụ với nhỏ bé cà pháo nam nhi đầu lòng của cả hai. Sự việc trở nên ùn ào khi cả hai không ngừng công khai dành cho nhau những lời lẽ gay gắt. Khoảng thời gian ùn ào này của cặp đôi đã kéo theo rất nhiều sự quan tâm từ người theo dõi và làm tốn không ít giấy mực của báo chí. Cuộc hôn nhân của Lê Phương Quách Ngọc Ngoan chỉ bền chặt được 3 năm và hoàn thành bằng tờ giấy ly hôn cùng vô số ùn ào đấu tố nhau trên mạng thôn hội. Hiện nhỏ bé cà pháo đang được Lê Phương chú tâm và nuôi dưỡng. Lê Phương sau đó tái hôn với Trung Kiên, cặp đôi phổ biến sống hạnh phúc và vừa đón đón thiên thần nhỏ dài chào đời.
Dường như đó, Quách Ngọc Ngoan cũng đang hạnh phúc với Phượng Chanel, nhiều nguồn tin bán tán cặp đôi này cũng sẽ tổ chức đám cưới vào năm 2010. Lê Phương đã tái hôn và có cuộc sống hôn nhân hạnh phúc. Quách Ngọc Ngoan cũng đang hạnh phúc bên Phượng Chanel.